Thôi chúng ta trở lại bài. Quý vị có muốn biết cái khuynh hướng của sư ra đề thi sắp tới không? Muốn, phải không? Muốn thì bây giờ ôn những câu sau. Câu thứ nhất, trình bày khái lược về vị bộ tông luân luận và tác giả niên đại của bộ luận này. Câu này làm được không? Được chứ. Câu này là nó có cái tài liệu bài thứ mấy hay sư cô ha? Nói sự nghiệp bài mấy? Dạ thưa bài 1 ạ. À bài 1 đúng rồi. Như vậy quý vị chỉ cần học bài 1. Bài 1 là đủ. Câu thứ 2, trình bày quan điểm của Tăng Ni Sinh về ngũ sự đại thiên. Bài này là bài thứ mấy sư cô? À bài thứ 2 đúng rồi. Câu thứ 3, trình bày lịch sử hình thành. Cái này mình đã có thể nói rằng chúng là có quá trình lịch sử hình thành nè, kinh văn nè, nói chung những vấn đề liên hệ đến đại chúng bộ. Bây giờ cái chấm chấm đi, quý vị tự suy nghĩ rồi sư sẽ suy nghĩ sau. Như vậy là câu thứ 3 rồi, không cần phải nói kỹ, câu thầy nghe được như nghe. Câu thứ 4, trình bày những quan điểm trong đại chúng bộ tương hợp với tư tưởng Phật giáo đại thừa. Câu thứ 4. Câu thứ 5, dịch một số câu sau và giảng nghĩa. Một số câu trong chữ Hán á, giờ sinh viên học Bali hay học Sanskrit gì không biết, học bộ luận này cũng phải dịch được một ít. Sư cho một số câu và xong rồi giảng nghĩa. 5 câu thôi. 5 câu làm 4 câu, mỗi câu 10 điểm. À, đó là phần nội dung thi giữa kỳ. Năm câu này đâu phải là khó lắm. Trình bày quan điểm về ngũ sự đại thiên, quý vị phải viết cái bài kệ. À, viết bài kệ ra, phiên âm, dịch nghĩa, rồi trình bày. Ví dụ cái câu mà trình bày quan điểm ngũ sự đại thiên vậy, nhiều tăng ni mình là không có viết bài kệ hoặc là không có viết ra, cứ viết thẳng vô. Thì mình lấy cái tư liệu gốc ở đâu? Cho nên phải có được cái bài kệ là cái dữ liệu gốc. Trình bày quan điểm, các quan điểm trong đại chúng bộ tương hợp với tư tưởng Phật giáo đại thừa thì do cho quý vị chọn, không nhất thiết là giống nhau. Sư nói rộng là vậy, chừng sư thi sư cho giới hạn lại 5 câu, 5 quan điểm, 7 quan điểm thôi. Nhưng bây giờ là chưa biết mấy quan điểm sư cho. Bây giờ quý vị phải về tự đọc rồi thống kê lại, biết đâu sư cho nguyên văn như thế. Hoặc là về sư tự cân nhắc lại, sư thấy rằng nó dài quá, sư giới hạn lại 5 quan điểm, 10 quan điểm chẳng hạn. Không biết mấy quan điểm ha. Rồi một số cái câu dịch có thể là quý vị dịch trật hoặc là bị phiên âm trật. Sư bác quý vị phiên âm, dịch nghĩa, sư cho sẵn mấy câu chữ Hán trong đề. Hả? Không, cái đó là không cho sẵn được. À, bây là sư sẽ trích những cái câu, những quan điểm mà rất có thể quý vị dịch sai. Sư sẽ trích ra xong rồi bắt quý vị phiên âm và dịch nghĩa để quý vị học cho chắc, học vậy mới chắc ha. Đó là cái cách sư ra đề đó.
Quý vị là như vậy là an tâm cho cái việc ra đề ha, việc thi giữa kỳ. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào bài vở của chúng ta. Hôm trước chúng ta học tới bài thứ mấy rồi? Là thứ bảy ha. Vậy thì bây giờ chúng ta học bài 8. Đại chúng bộ, sư hỏi có tất cả tính gốc lẫn ngoạn có mấy bộ phái? 9 bộ phái. Như vậy chúng ta đã học xong 4 bộ phái, 4 phái đầu. Bây giờ chúng ta còn sẽ học 5 bộ phái còn lại. Nên bài số 8 này là quan điểm của 5 bộ phái còn lại. Nhất thiết hữu bộ chúng ta chưa học. Nhất thiết hữu bộ hay còn gọi là thuyết nhất thiết hữu bộ, gọi tắt là hữu bộ, chúng ta sẽ học trong bài tiếp theo, bài 9. Còn là thuyết gì? Nhất thuyết bộ, rồi xuất thế bộ, kê gì? Kê giận bộ. Đa văn bây giờ là mới bắt đầu học đây. Như vậy 5 bộ phái còn lại đó là đa văn bộ, thuyết giả bộ, chế đa sơn bộ, tây sơn bộ, bắc sơn trụ bộ ha. Như vậy 5 bộ phái còn lại hôm nay chúng ta khảo sát cho hết. Trước nhất là chúng ta nghiên cứu về lược sử của bộ phái này. Như vậy đa văn bộ trong tiếng Sanskrit cả hai cách viết là Bahusrutiya và Bahusrutiya. Mà nó có trong cái bài học nó đã có rồi. Tiếng Pali thì cũng có hai từ Bahusuttaka và Bahulika. Thưa quý vị, như hôm trước chúng ta đã nói qua, tên bộ phái và hầu hết là được lấy ra từ trong cái tác phẩm Thập Bát Bộ Luận. Còn trong Bộ Chấp Dị Luận và Dị Bộ này thì không có nêu cái nguyên nhân vì sao tên của bộ phái này được hình thành. Thì dựa theo Thập Bát Bộ Luận, sở dĩ gọi là đa văn bộ là vì tổ sư bộ phái này là bậc đa văn, rất là thông thái. Thì thưa quý vị, sư Hoàng tra trong cái cuốn Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thánh Nghiêm thì vị sư tổ bộ phái này là A-la-hán tự bì y. Chữ tự bì y này sư Hoàng tra thì cái chữ gốc là gì? Chưa tra ra được thưa quý vị. Cho nên trong quá trình mà học để mà truy nguyên, nhất là đọc trong Hán Tạng là truy nguyên cái chữ gốc rất là cực. Đó cũng là cái hạn chế của Tạng Hán Văn. Tự phiên âm chữ là tự bì y, mà sư Hoàng để tra thử chữ tự bì y trong tiếng Sanskrit là gì, tra không ra. Mà cho rằng là nó trùng với cái nhân vật trung tâm trong Áo Nghĩa Thư là Yanya Vakya. Mà chữ Yanya Vakya này á, thấy rằng là phiên âm chữ tự bì y thì thấy cái vẻ nó không có phù hợp. Thì khi xưa khi Sư Hoàng viết cái bài này á, thì cung cấp thêm cái tư liệu là theo Ngài Chân Đế. Thì thật ra hôm Sư Hoàng quay lại á, thì cũng không biết là trong cái tác phẩm nào, trong tác phẩm Bộ Chấp Dị Luận hay tác phẩm nào đây. Thì cho rằng là theo Ngài Chân Đế, nhưng Sư Hoàng cũng cần phải tra cứu lại là trong tác phẩm nào. Và Ngài Khuy Cơ, thì Ngài Khuy Cơ có một cái luận phẩm liên hệ đến bộ luận này là bộ gì sư cô ha? Nhớ một phút đi. Lược ký Dị Bộ Tông Luân Luận lược ký. Dị Bộ Tông Luân Luận thuật ký. Thì Ngài Khuy Cơ ngồi xuống. Ngài Khuy Cơ có một bộ tên là Dị Bộ Tông Luân Luận thuật ký.
thì cho rằng bộ phái này được sáng lập bởi một vị A-la-hán đã nhập định từ thời Đức Phật. Cái quan điểm này cũng giống như là cái truyền thuyết tôn giả Mahakassapa khi vào núi Kê Túc ngồi nhập định. Và còn cho rằng có nhiều truyền thuyết cho rằng là chờ đến khi nào Đức Phật tương lai, tức là Đức Phật Di Lặc ra đời, thì Ngài Ca Diếp từ xuất định, Ngài sẽ xuất định và ra truyền trao y bát. Cái quan điểm đó cũng là một trong những quan điểm vậy thôi, chứ mình không biết là lịch sử có thật hay không. Thời gian ra đời như vậy, theo dị bộ thì cho rằng là kế đó cũng trong vòng 200 năm, tức là sau khi Phật Niết Bàn, đại chúng bộ là phát sinh thêm một bộ phái khác tên là Đa Văn. Như vậy thì sau bốn bộ phái kia là từ đại chúng bộ xuất phát ra một bộ nữa cũng trong vòng 200 năm sau Phật Niết Bàn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng là khoảng 250 năm sau Phật Niết Bàn, tức là sau khoảng 50 năm. 50 năm bộ phái kia, bốn bộ phái kia hình thành rồi, thì từ trong đại chúng bộ ta không đồng ý hết toàn bộ quan điểm hoặc là cách tổ chức, hoặc là do cái địa bàn xa xôi. Bây giờ giống như giờ sư nói giống như cái lịch sử hệ phái khất sĩ nè, sư tự hình dung ra thôi. Chú người tổ sư Minh Quang là ông đâu có chia ra các giáo đoàn, nhưng đến khi các đệ tử đi hành đạo cũng không có cái sự dị biệt về quan điểm, nhưng mà vì vùng miền thôi, người ở miền Nam, người ở miền Trung, ví dụ như thế, rồi tự chia ra từng giáo đoàn để dễ quản lý. Thì rất có thể các vị, ví dụ như phái Đa Văn này cũng vậy, rất có thể một là có thể là khác biệt về quan điểm. Như Mahasanghika với Theravada là khác biệt về quan điểm, nhưng mà mấy bộ phái quan thuộc Mahasanghika chưa hẳn rằng là khác quan điểm nhiều đâu, mà có thể khác biệt về trú xứ. Rồi từ đó cái tăng đoàn của trú xứ đó nó mạnh lên, rồi sau đó mới tự tách riêng ra. Thì ở đây thì Đa Văn bộ ra đời sau khoảng 250 năm sau Phật nhập Niết Bàn. Về luận thư của bộ phái này, một cái tác phẩm đáng được ghi nhớ đó là Thành Thật Luận. Trong mấy cái khóa trước, tác phẩm Thành Thật Luận cũng được học, nhưng trong cái khóa này quý thầy cho rằng cái nội dung tư tưởng nó cũng giống như câu xá mà thôi, cho nên lược bớt cái tác phẩm này. Thì tác phẩm này do Sư Tử Khải, hay còn được phiên âm là Ha Lê Bạc Ma, tiếng Sanskrit là Hari Phật Man, là trước tác, và cho rằng tác phẩm này là thuộc tư tưởng của Đa Văn Bộ. Nhưng rồi cũng có tác phẩm này, một số cho rằng đó là tác phẩm của Kinh Lượng Bộ. Sự thật thì chúng ta vẫn chưa có ngã ngũ để phân định tác phẩm Thành Thật Luận này. Thành Thật Luận này đã được dịch sang tiếng Việt, thưa quý vị. Cách đây 5-7 năm sư Hoàng có được tác phẩm này trong tay, cũng đọc được một ít. Và hôm trước đã giới thiệu là Thành Thật Luận này chia bao nhiêu pháp? 75 pháp. Thay vì 100 pháp như là di thức, thì Thành Thật Luận này chia 75 pháp. Địa bàn hoạt động ở vùng Nagarjunakonda ở đông nam Ấn Độ. Ở Nagarjunakonda, thưa quý vị, là cái khu vực của Ngài Long Thọ. Khu vực xung quanh là biển nước mênh mông, chính giữa có một cồn đảo nổi lên, Ngài Long Thọ đã ra đó tu. Chính vì vậy mà những gì tác phẩm liên hệ đến Ngài Long Thọ, ví dụ Kinh Hoa Nghiêm, Avatamsaka, thì cho rằng là Long Vương giấu dưới nước á, giấu dưới Long Cung, xong rồi Ngài Long Thọ xuống dưới đó. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng tương tự như thế. Nhưng mà mấy cái học thuyết này đúng là chỉ là truyền thuyết, chứ sư Hoàng thì không có niềm tin tuyệt đối về mấy cái vụ này, thưa quý vị.
hỏi kinh tập thiện nghiệp đạo giảng cho con người, giảng cho con người hoặc giảng chư thiên là cùng. Mà chuyện gì mà phải lấy cái hội chúng là ta kiệt La Long Cung mới giảng. Trong khi đó kinh điển Nam truyền là ghi ra hàng trăm hàng ngàn cái sự kiện Đức Phật giảng thập thiện nghiệp đạo, mà trong khi đó thập thiện nghiệp đạo của Bắc truyền á là ghi rằng Đức Phật giảng ở Ta Kiệt La Long Cung. Ở trường hợp kinh Hoa Nghiêm cũng thế, thì cho rằng là Đức Phật phải xuống ngài Long Thọ phải xuống dưới Long Cung để thỉnh về. Thì sư Hoa nghĩ rằng cũng đây cũng cái quyền thoại thôi, mà tới đó rồi mới thấy ngài Long Thọ ở trên một cái cồn đảo như thế này, xung quanh là biển nước mênh mông, cho nên lấy cái bối cảnh là để cho kinh điển nó quyền bí quyền thoại hơn, cho nên mới nói rằng là kinh này được giấu ở dưới Long Cung đó. Cho nên cái phái Đa Văn Bộ này nó thuộc ở Đông Nam Ấn Độ, và cái tác phẩm mà nó cung cấp được nguồn tư liệu đồ sổ nhất mà chúng ta có đó là các bộ phái Phật giáo Tiểu Thừa. Thì cho rằng cái bộ phái này nó đóng cái vai trò gạch nối giữa hai nhóm phát sinh từ đại chúng bộ, đó là nhóm Tây Bắc và nhóm Đông Nam. Nhóm Tây Bắc tức là nhóm Xuất Thế Bộ và Nhất Thiết Bộ, và nhóm Đông Nam là Chế Đa Sơn Bộ, Đông Sơn Trú Bộ và Tây Sơn Trụ Bộ. Như vậy cái bộ phái Đa Văn Bộ này nó là cái gạch nối kết nối của hai nhóm. Và một ý kiến khác, ý kiến này cũng là một ý kiến đáng được lưu ý, cho rằng là Đa Văn Bộ xuất thân từ đại chúng bộ. Ở đây là ý kiến mà chúng ta đang học. Nhưng mà trong khi đó Vinita Deva lại cho rằng Đa Văn Bộ là học phái thứ năm của hữu bộ. Như vậy thì một tác phẩm dị bộ tông tinh thích của Vinita Deva là cho rằng Đa Văn Bộ là thuộc của hữu bộ. Hôm trước có thầy cô nào đối chiếu mấy mươi bộ phái trong Địa Bà Vam Sa thì Đa Văn này nó nằm ở đâu, quý vị có ghi lại không? Ai mà còn ghi lại Đa Văn Bộ nó nằm ở đâu? Như vậy trong hòn cái này là theo dị bộ Đi Ba Vam Sa, theo Đi Ba Vam Sa Đi Ba Vam Sa nó vẫn nằm trong đại chúng bộ luôn. Như vậy thì chỉ có ngài Vinita Deva mới cho rằng là Đa Văn Bộ là học phái thứ năm của hữu bộ. Trong khi đó Đi Ba Vam Sa và dị bộ thì đồng một quan điểm cho rằng nó là xuất thân của đại chúng bộ. Bây giờ chúng ta vô hai quan điểm gốc. Kỳ Đa Văn Bộ bổn tông đồng nghĩa, tức là quan điểm gốc của Đa Văn Bộ như sau. Bộ chấp dị luận ghi rằng là Đa Văn Bộ thị chấp nghĩa bổn, nghĩa cũng như nhau thôi. Như vậy tính theo thứ tự, quan điểm chúng ta sẽ học đây là quan điểm thứ 58. Vị tức là rằng đó, Phật ngũ âm, tức là âm thanh của Phật. Chữ âm này rất là khó xác định ý nghĩa. Nếu cho âm thanh của Phật, Phật ngũ âm, âm thanh của Phật, thì xuất thế giáo là giáo lý xuất thế gian. Nhất vô thường, tức là một là vô thường, nhị là khổ, tức là hai là khổ, tam là ba, không, tứ là vô ngã, ngũ niết bàn tịch tịnh. Tức là năm âm thanh của Đức Phật là giáo lý xuất thế gian, gồm vô thường, khổ, không, vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Thử ngũ, tức là năm âm thanh này năng dẫn xuất ly đạo cố. Chữ cố là vì năm âm thanh này
nên là có khả năng dẫn đến con đường giải thoát, dẫn xuất ly đạo cố, dịch là dẫn đến con đường giải thoát. Như Lai dư âm, còn các âm khác của Như Lai, thị thế gian giáo, còn những âm thanh khác của Như Lai là những giáo lý thế gian. Bản của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, chữ âm này được dịch là sự thuyết giảng. Cho nên cái chữ âm này khó nghĩa quý vị. Nếu mình đó là chữ Phật chỉ nhất âm, thuyết nhất thiết pháp. Nếu chữ âm á, mà đồng nghĩa là sự thuyết giảng, thì mình dịch là Phật dùng một sự thuyết giảng mà nói hết tất cả pháp, thì cũng có vấn đề quý vị suy nghĩ thử, đúng không? Tại trong bản văn này chúng ta có hai chỗ âm: Phật chỉ nhất âm, thuyết nhất thiết pháp. Thì trong trường hợp này là Phật ngũ âm. Như vậy trong cái bản, nếu chúng ta dịch sát là âm thanh, âm là âm thanh, còn nếu năm sự thuyết giảng, Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch là năm sự thuyết giảng sau đây đích thực là giáo lý xuất thế của Bụt, đó là vô thường, khổ không, vô ngã và niết bàn. Chúng có công năng đưa tới giải thoát. Cái bản tiếng Anh dịch rất là sát, nhưng mà bản tiếng Việt là thiếu cái đoạn dưới thôi. Thiếu đoạn dưới tức là the teaching of the Tathagata on the themes other than about mundane teaching. Cái câu này bị bỏ sót trong bản dịch này. Cho nên nếu mà dịch đủ là giáo lý của Đức Như Lai on the theme về các chủ đề này, là nó khác hơn về tức là nó là về cái giáo lý gọi là tục đế, giáo lý thế gian. Cái nguyên một cái câu tiếng Anh này bị bỏ rơi. Do đó trong quá trình mà biên tập sách vở, chỉ lơ là một chữ thôi, hoặc lơ là một chút xíu thôi, là chúng ta bỏ sót một câu hoặc một đoạn. Như sư Hoàng dạy kinh Trung Bộ đó, dạy bài kinh ví dụ tấm vải, cái đoạn trên nói 16 cái ác pháp của một hành giả, trên thực tế là tính diện 15 thôi. Của sư Hoàng cứ dùng quần đi đọc lại, sao cứ sót hoài, nó 16 mà sao đang có 15. Chừng tra trong bản tiếng Pali thì thấy rằng là có cái chi pháp đó, nhưng bản dịch là sót chữ. Đọc tiếp phía dưới thì thấy ở dưới ghi chữ đầy đủ, mà ở trên là thiếu một chi. Cho nên do cái quá trình mà biên dịch ấy, rất có thể là sai sót đó, thưa quý vị. Còn chúng ta nếu mà căn cứ theo cái chữ, cái gốc của nó là gì mình không biết, cho nên mình khó nói. Mà chưa nói giả như cái chữ âm, âm nó âm thanh ngày xưa trong tiếng Pali là vậy, hoặc tiếng Sanskrit là vậy, nhưng vốn nó có cái nghĩa gì nữa. Giống như chúng ta bây giờ học cái văn học Hán Nôm vậy, nhiều chữ trong chữ Hán Nôm của tác phẩm Trần Nhân Tông, sư hoàng đâu có hiểu đâu, rồi là phải truy lại cái từ đó muốn nghĩa, cái nghĩa là gì, đọc được cái âm thì đọc đấy, nhưng mà mình không hiểu nghĩa, hoặc là cái khái niệm đó nghe nó quen thuộc bây giờ, nhưng sự thật ngày xưa là phải hiểu cái nghĩa khác. Bản dịch của Thượng Tọa Hạnh Bình thì có phần khác với bản gốc. Bản dịch Thượng Tọa như sau: Phật sử dụng năm âm để mô tả đạo lý xuất thế. Những cái bản này nó hơi xa, đâu có chữ để mô tả gì đâu. Đây nói Phật vị là rằng đó, Phật ngũ âm thị xuất thế giáo là cái giáo lý xuất thế, chứ không có nói để mô tả. Nếu mà nói để mà căn cứ dịch sát cái văn bản á, năm âm là nó đồng đẳng, còn để mô tả là nó một cái trạng từ chỉ cái mục đích rồi, nó khác nhau nhiều lắm đó, thưa quý vị. Là vô thường, khổ không, vô ngã gì đó ha. Nếu bạn tịch tịnh, năm đạo lý này là nền tảng cho con đường xuất ly. Ngay cả chữ là nền tảng nó đâu có.
Cho nên nếu mà dịch thoáng qua để ý là chúng ta thấy là nó giống. Nhưng mà nếu mà đọc cho kỹ á, là cái bản này nó dịch xa. Nếu mà cái này dịch sang tiếng Anh hay tiếng Pháp nữa là đâu đầu nó khác nhiều nữa rồi. Ví dụ vậy đây. Nếu cái câu này mà thượng tọa xong rồi bản dịch tiếng Việt về rồi, thầy nào giỏi tiếng tiếng Pháp dịch sang tiếng Pháp hoặc giỏi tiếng Anh là nền tảng, the fundamentals hay là foundation là nền tảng, thì trong bản gốc đối chiếu lại đâu có đâu. Ngoài năm đạo lý này là những lời dạy của Ngài đều mang ý nghĩa tùy thuận thế gian mà thuyết giáo. Cái chỗ mà thế gian giáo dịch ra là đều mang ý nghĩa tùy thuận thế gian mà thuyết giáo. Cái này thì giải thích thì được, mà dịch thì đúng là quá xa. Giờ trở lại nội dung. Nếu chúng ta bám sát vô cái cầu gốc, nếu năm âm thanh của Đức Phật là giáo lý xuất thế, quý vị nghĩ như thế nào? Năm âm thanh Đức Phật là giáo lý xuất thế, vô thường, khổ, không, vô ngã, niết bàn, tịch tịnh. Thưa quý vị, vô thường, khổ và vô ngã là chỉ cái pháp, nếu tính theo năm truyền đó, vô thường, khổ, vô ngã, tiếng Pali là Tilakhana, tiếng Sanskrit là Trilakhana. Ti hay tri, ti là Pali, tri là Sanskrit thôi. Ba đặc tính của vạn pháp mà ta dịch sang tiếng Anh là rất hay thưa quý vị, tri universal characteristics of Dhamma. Ba đặc tính của vạn pháp tức là chỉ cho vạn pháp nào nó cũng có ba đặc điểm chung, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mà vạn pháp này là chỉ cho năm uẩn là chính á. Thì giáo lý Theravada họ nói như thế, chứ họ không nói rằng là mà ba cái giáo lý này là cái giáo lý xuất thế gian. Họ không nói giáo lý xuất thế gian là cái con đường. Nếu là con đường đưa đến xuất thế gian là đạo đế đó, thì mới gồm bát chánh đạo, gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo phần, v.v. Và nếu nói đúng nghĩa cái pháp mà xuất thế gian ở đây là chỉ cái diệt đế, cái diệt đế thôi chứ, cái diệt đế là chỉ cho cái trạng thái xuất thế gian. Và con đường đưa đến xuất ly thế gian đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo phần. Và dĩ nhiên một khi hành giả quán chiếu vạn pháp trên nguyên lý vô thường, khổ, vô ngã, thì nó giúp cho hành giả cũng thoát ly được sinh tử. Và nhìn ở dưới góc độ vạn pháp, và đặc biệt là cụ thể là năm uẩn nè, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chứ vạn pháp thật ra cũng không nói đến cái chuyện cái cây, cái cỏ thì nó cũng ăn thua gì. Thật ra cây đâu nói nó khổ được, của hồ nước kia đâu nói nó khổ được. Cái tinh tú trên dãy thiên hà kia đâu nói khổ được. Đúng không? Nó vô thường khổ, nó vạn pháp đây là chỉ cho ở trong ngũ uẩn nè. Đó là giáo lý của Theravada. Tới của hữu bộ. Hữu bộ chúng ta chưa học, nhưng mà sẵn chúng ta học luôn. Hữu bộ thì nói mấy? Bốn. Mà bên đó là bác truyền ta dịch là cái ấn đấy, tam pháp ấn. Giống như cái truyện đóng vô, chỗ nào mà thấy rằng là Đức Phật nói về cái pháp nó vô thường, khổ, vô ngã là giáo lý Phật. Chỗ nào thấy là vô thường, khổ, không, thật ra theo ý sư Hoàng cái không nó dư. Cái không tức là nó đồng đẳng với vô ngã. Các pháp đó không có bản thể, không có bản thể thật, do duyên mà sanh, cho nên mình gọi là không. Ngài Long Thọ đưa cái học thuyết Sunyata, cái tánh không, bát bất, trung đạo,
cũng phải từ cái vô ngã này. Nhưng thật ra theo ý sư Hoàng là Phật nói là chính, là chuẩn không cần chính rồi. Cho nên sự thật mà nói, cái trí tuệ của Phật sư Hoàng tin tưởng tuyệt đối. Các vị sau này có triển khai gì nữa, triển khai dựa trên nguyên lý của Đức Phật thôi. Bây giờ mình thêm vô cái không nữa. Dù quý vị chưa biết á, cái bên mà Mật Tông á, đồ khởi giảng chứ không có đồ họ tưởng tượng ra cái gì đó mà phức tạp lắm, làm cho người ta cảm giác là giáo lý cao siêu mầu nhiệm khó hiểu, phức tạp quyền bí. Cái đó là sự thật ấy. Sư Hoàng sống ở trên Ramsala mấy năm mà, rồi đi về làm đi dịch nữa. Cái đoàn mà bữa đoàn rút ba qua, các chị đoán á, à các chị đoán, rồi có lớp mà đi học 2 giờ đầu xuống không kịp rồi bị thầy chứng minh phạt á, khó bằng pháp phải không? À phải đón cái đoàn đó qua đây cũng vậy nè. Sư đi về, sư Hoàng đầu những năm tháng về là đi dịch 4 năm như thế, dịch từ miền ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung gì đó. Mà ông này những ngày tháng đó ông qua là huy hoàng lắm thưa quý vị. Mà phải thừa nhận rồi, ông có cái giọng tụng kinh hay. Ông ngày đó ông ở bên Bhutan, ông ở bên Ấn Độ, ở Ladakh, ông được giống như cái giải thưởng về âm nhạc, nhiều cái băng đĩa tụng kinh rồi hay lắm thưa quý vị, tụng kinh hay và giảng triết lý Quan Âm cũng cực kỳ hay, triết lý của Phật Dược Sư cũng hay, tức là giảng về cái phương diện triết lý thôi, có cái khả năng cũng tương đối là biện tài. Hồi đó sư Hoàng làm cái miệng của ngài, ngài nói tiếng Anh, nói tiếng Anh rất là dễ nghe, rõ ràng lắm. Nên là sư Hoàng là thâm nhập vô cái thế giới này một thời gian mà, cho nên biết cái gì là cốt lõi của Phật giáo Kim Cang Thừa. Nhưng mà cái pháp quan, pháp quán của họ nó phức tạp lắm. Pháp quán ấy, tưởng tượng mình là Bồ Tát Quan Âm, tưởng tượng mình là Phật A Di Đà, đủ thứ hết á. À, rồi tưởng tượng là có một cái hình mặt, có một mặt trăng ở ngay nơi trái tim mình, vân vân. Pháp quán phức tạp, phải giảng về triết học tánh không này cũng phức tạp vô cùng. Mà theo sư Hoàng thấy nó đơn giản quá chừng, mà vạn pháp nó không có thực thể, cho nên gọi nó là vô ngã, chứ không phải chỉ con người là vô ngã không đâu. Cho nên nhân vô ngã mà pháp cũng vô ngã. Nhân là chỉ thấu chỉ cụ thể con người, chứ con người đúng ra cũng là một pháp. Nhưng mà sau này ta muốn nói là con người riêng thì thôi cũng chấp nhận. Rồi vạn pháp bên ngoài cũng chấp nhận luôn. Nhưng có cái nào là hữu ngã đâu. Con người mình còn vô ngã thì pháp làm sao mà hữu ngã được. Thì như vậy bên Savatthivada nói đến bốn cái nguyên lý: vô thường, khổ, không và vô ngã. Thật ra không với vô ngã đó là một thôi, chứ không thể mà phân tích thế nào là không, thế nào là vô ngã, nó khác nhau cái chỗ nào. Nếu cho quý vị phân tích sự khác biệt giữa không và vô ngã, quý vị làm nổi không? Bây giờ giả như cho cái đề bài quý vị và phân tích sự khác biệt giữa không và vô ngã, quý vị phân tích đi. Giáo Hoàng là cho cái đề tài đó để quý vị là làm thế nào để nêu cái sự khác biệt, cái đặc thù, điểm khác biệt của không và vô ngã. Làm sao làm được? Ấy thế mà Savatthivada tức là hữu bộ đã đưa ra. Còn đa văn bộ thêm một cái chi phần nữa là Niết Bàn. Thì Niết Bàn đúng là bản tự thân nó là xuất ly thế gian. Còn cái giáo lý, đúng là giáo lý nó là có thể là bát chánh đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần. Còn vô thường, khổ, không, vô ngã là đặc tính của vạn pháp. Nếu chúng ta không quán chiếu đặc tính vạn vạn pháp thì cũng không đưa đến giải thoát giác ngộ được. Nó bởi vì đó là một cái nguyên lý phổ quát của vạn vật. Nó tự thân là vậy mà. Nhưng vấn đề là nói được cái giáo lý giải thoát là phải nói đến toàn bộ cái lộ trình Đức Phật nói tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như, túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo phần. Còn nói đến những cái gọi là cái đặc
điểm của vạn hữu thành cái chỗ này á, không biết là cái bản gốc nó như thế nào. À, cho nên nếu mà gọi là đặc điểm của vạn hữu thì được, mà thật ra đặc điểm của vạn hữu thì cũng không thể có niết bàn được. Cho nên ở đây cho rằng là năm cái giáo lý gọi là xuất thế gian á, là vô thường khổ không, vô ngã, niết bàn tịch tịnh, thì chỗ này vừa lập ngôn và ý tưởng sư hoàng cho rằng không có ổn á. Sư hoàng cho không có ổn, đó là tự thân cái suy nghĩ sư hoàng á. Trong khi đó Phật nói rất rõ, đây là khổ, nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, con đường để đến sự diệt khổ. Con đường để đến sự diệt khổ đó là con đường ra khỏi cái thế gian. Cái giáo lý này là giáo lý là đưa con người đến là giải thoát an vui. Giáo lý là giáo lý xuất thế gian. Còn nói đến cái tục đế chân đế chút nữa chúng ta sẽ nói sau. Cho nên thưa quý vị, về bộ phái này thì cho rằng là năm cái âm thanh hay là năm cái, hay nói cái khác là năm pháp á, năm cái pháp đặc thù á của bộ phái này họ thường quan tâm đấy. Mình có thể hiểu như thế là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Đó là giáo lý xuất thế gian, còn giáo lý còn lại là thế gian. Thôi thì đó là quan điểm của vị ấy, của các cái vị trong Đà Văn. Quan điểm thứ 59, hữu A La Hán vi dư sở dụ, do hữu vô tri, diệt hữu do dự, tha linh ngộ nhập, đạo nhân thanh khởi. Đó là có vị A La Hán bị kẻ khác dẫn dụ, còn sự không biết là vô tri, diệt hữu do dự cũng còn điều do dự, tha linh ngộ nhập là người khác giúp vào, người khác giúp để ngộ, người khác khiến được ngộ, ngộ nhập, đạo nhân thanh, nhân thanh khởi, đạo hay thánh đạo nhờ cái âm thanh mà phát khởi. Thì như vậy thì bộ phái này cùng với quan điểm của ông Đại Thiên. Thưa quý vị, trong dị bộ thì có hai quan điểm thôi, nhưng sư hoàng đọc trong các bộ phái Phật giáo tiểu thừa thì ghi rằng là còn bốn điều nữa trong dị bộ tông tinh thích của ngài Thanh Biện. Chúng ta chưa có thời gian nghiên cứu kỹ cái tác phẩm này. Tuy nhiên, chúng ta dựa vào cái các bộ phái Phật giáo tiểu thừa thì chúng ta có thấy mấy quan điểm như sau. Cho rằng trên đạo yểm ly không có gì phải suy gẫm và lựa chọn. Cái câu mình tối nghĩa quá, trên đạo yểm ly. Dù không biết trên đạo yểm ly là sao nữa. Câu tối nghĩa quá. Cho nên học kinh văn cổ đòi hỏi phải có cái văn bản gốc. Văn không là cái người này dịch cái kiểu này, người ghi dịch cái kiểu kia, cái văn phạm của ví dụ như văn phạm câu cấu trúc dùng từ của sư hoàng bị hạn chế, rồi cũng dịch đại ra, rồi sau này bắt người sau học khổ, người sau khổ học á, không hiểu dở trò hết trơn. Như câu này trên đạo yểm ly không có gì phải suy gẫm và lựa chọn. Quý vị có hiểu được cái nội dung này không? Ai mà giải thích được cái nội dung này rất là cho điểm. Nội dung thứ hai, chân lý về khổ hay gọi là khổ đế đó, chân lý quy ước, tức là chân lý tương đối hay còn gọi là tục đế đó, và chân lý siêu việt gọi là thánh đế hay là chân đế, cả ba đều là chân lý. Như vậy thì cái bộ phái này thì thay vì là các bộ phái như Nam Truyền họ nói chỉ có hai đế thôi. Một là gì? Tục đế. Hai là chân đế.
Tục đế là chỉ cho chân lý quy ước, giới luật của chúng ta, những cái gì mà chúng ta dùng với ngôn ngữ khái niệm trình bày để mọi người hiểu, và nó mới có mang tính lệ thuộc thời gian là chân lý quy ước. Chân lý mà tuyệt đối gọi là chân đế, đó là nói về uẩn, về xứ, về giới. Chữ giới này là gì? 18 giới đó, sáu căn, sáu trần và sáu thức. À, và một cái niết bàn, thì những giáo lý này mới là chân giáo lý gọi là tuyệt đối, dầu cho quá khứ, hiện tại, vị lai gì nó cũng triển khai bấy nhiêu thôi. Cho nên Nam truyền chỉ nói đến hai đế, tục đế và chân đế, trong khi bộ phái này đưa thêm một đế nữa, đó là gì? Khổ đế. Rồi quan điểm thứ ba, hành giả có thể nhập định tĩnh vì thấy rõ sự khổ do hành sinh, chứ không phải vì thấy khổ do khổ sinh, cũng không phải vì thấy các biến dạng của khổ. Tức là hành giả nhập được định ấy, là thấy là do cảm nhận được hành khổ, chứ không phải do khổ khổ, cũng không phải do hội khổ. Đây là quan điểm của bộ phái này, họ nhìn về tam khổ. Quan điểm thứ tư là tăng đoàn là xuất thế gian Sangata. Nó không có trong đó phải không? Không có thì nghe, không có thì nghe rồi mốt về truy lại. Cái này là nói thêm mà, nó không có trong vị bộ. Vị bộ có hai quan điểm thôi. Hai quan điểm của vị bộ là gì? Ai nhớ? Hai quan điểm vị bộ nói về đa văn bộ này. Một là nói về giáo lý năm âm, hai là đồng quan điểm với Đại Thiên. Đơn giản là thế. Bây giờ đây là nói thêm bốn quan điểm khác mà trong vị bộ Tông Tinh Thích ấy, nói mà sư họ cũng cần phải tra lại, chứ những cái bản dịch ABC thấy nó bấp bênh lắm thưa quý vị. Học này rồi quý vị mới thấy ai mà dịch kinh mà đúng một chữ mình đúng là mình mang ra lệ. Ngày xưa giáo hoàng thấy ông thầy bạn, ông cứ mang kinh ra, kinh Pháp Hoa, ông một chữ lệ, một chữ hỏi một chữ mà lệ chi gì ta? Cứ một chữ lệ một chữ. Cái giáo hoàng hỏi bây giờ đọc cái chỗ đó mà nó rơ vô nói là đàm tiếu, rồi hí luận như là phân giải, giờ chữ lệ chữ phân, chữ giải tới chữ phân lệ xuống một lệ à? Chữ giải lệ xuống một lệ sao? Thì ông thầy ông mới giải thích như thế này, đọc hết một hàng đó là bể chữ thì lệ bể lệ. À thì sư hồng mới hiểu. Nhưng mà người xưa, ví dụ như bây giờ mình học kinh, mình thấy kinh dịch hay quá đi, hay từng chữ, cho nên mình muốn bày tỏ cái lòng tri ân đối với cái người dịch kinh thì thấy nó có ý nghĩa. Còn bây giờ cuồng tín với kinh Pháp Hoa, cứ cho rằng là lệ như thế là tiêu tội dứt nghiệp, tệ lệ như thế là có phước gì đó. Giống như là mùa Tết quý thầy cô mình tụng kinh Kim Quang Minh, đúng không? Nhất là những người thầy trụ trì á, chuẩn bị xây chùa là tụng kinh Kim Quang Minh để cho kêu hộ thần rồi gì hả, xây chùa. Đọc vô trong đó nhiều điều mê tín hết sức luôn. Giáo hoàng hy vọng cái lớp mà tăng ni được đào tạo bài bản này biết đó là pháp dụ dẫn dắt cho mấy cái người mê tín thôi thì được. Còn mấy tăng ni mình mà cũng mà mê tín theo đó thì giáo hoàng nghĩ không biết là cái Phật pháp nó đi về đâu. Không biết nói thật á, giáo hoàng là cái tự tại hết, Phật tử họ muốn tụng gì tụng giáo hoàng chịu hết á. Nhưng khi mình giảng mình lựa cái hay giảng thôi, còn cái chỗ đó mình bỏ qua. Giảng kinh cho Phật tử là giảng cái kiểu như thế, cái chỗ nào mà khó nói qua bỏ qua, tức là giảng đúng cái chánh lý thôi. Còn mấy cái lệch vẹt linh tinh ngoại đạo đưa vô, tà thiết đưa vô, mê hoặc quần chúng đưa vô, giáo hoàng bỏ qua không giảng.
Chứ giờ mà sự thật đó, trong quý tăng ni đang dạy, sư hoàng nói như thế để cảnh báo cho tăng ni sau này đừng có mê muội kinh gì cũng cho rằng là kinh Phật nói đúng hết đâu. Dịch ra rồi đưa quan điểm mình vô. Đưa quan điểm mình vô. Select seller xa với bản gốc, một trời một vực luôn. Quan điểm thứ tư của bộ phái này cho rằng tăng đoàn là xuất thế gian. Cái Sangha là sao mà họ xuất thế gian hết được, thần thánh hóa quá đi. Sangha có những người là thành tựu được là bốn đôi, tám vị. Bốn đôi tức là tu đồ hoàng đạo, tu đồ hoàng quả đó, đến A-la-hán đạo, A-la-hán quả đó, bốn đôi. Nhưng mà cũng có những vị đang trên con đường tu tập chứ, mình thần thánh hóa tăng đoàn là xuất thế gian hết. Không hẳn đâu, rất nhiều phàm phu ở trong tăng đoàn. Cho nên tăng đoàn cũng có trường hợp đọa địa ngục vậy. Không phải tăng đoàn mà có những vị sư chứ, nói lộn. Có những vị sư, có những vị thượng tọa, có những vị gọi là đại đức, có những vị thậm chí gọi là trưởng lão tu lâu trong chùa vẫn đọa địa ngục như thường mà. Mà sao tăng đoàn là xuất thế gian hết được? Quý thầy cô có đồng ý quan điểm này không? Nhưng đâu phải ai cũng là tu thành đạo hết đâu, thành chánh quả hết đâu. Cho nên quan điểm này nó rất là ngộ nghĩnh. Rồi trong các bộ pháp Phật giáo tiểu thừa trích trong cái thành thật luận, cho nên các bộ pháp giáo tiểu thừa là cung cấp nhiều thông tin ghê lắm quý vị. Nhưng mà điều là cái bản dịch nó sai quá, sao còn chịu nói thôi. Chứ còn là cái cung cấp thông tin là nó để nhất. Thành sư hoàng tính là sau này có thời gian nghiên cứu kỹ bộ phái này rồi viết lại để cung cấp cho sinh viên là những quan điểm tư tưởng. Tại quan điểm tư tưởng là chính xác từng chữ chứ không có thể là dịch qua loa được. Thì trong cái bộ phái, các bộ phái giáo tiểu thừa, cái tác phẩm đó thì nêu ra 18 quan điểm nữa trong thành thật luận, thì cho rằng đó là quan điểm của Đa Văn Bộ hết. Từ đây đưa ra một cái nhận định là ngài Vasumira phản ánh quan điểm các bộ phái cũng rất giới hạn theo cách nhìn của ngài, chứ chưa phải là phản ánh một cách trung thực và đầy đủ nhất về tư tưởng các bộ phái. Do đó việc học vị bộ tông luân luận này cũng chỉ để mang tính là tham khảo và biết rằng các bộ phái có những quan điểm như vậy, chứ không thể nói rằng những quan điểm này là thể hiện toàn bộ tư tưởng của từng bộ phái đó. Rồi quan điểm của thuyết giả bộ Ramya hay là Ranyapti Vada. Vada là bộ, đúng ra nó lúc đầu tiên là lời nói, là chỉ cho là cái học thuyết. Prajna là tiếng Sanskrit, là chỉ cho cái giả định, mà mình dịch là thi thuyết, hoặc là cái thuyết gọi là thuyết giả, thuyết tạm đặt tên như vậy thôi. Theo Thập Bát Bộ Luận, sở dĩ bộ phái này có tên như vậy vì luận sư cư trú là cư trú ở chỗ này. Thì theo sư hoàng đó là cái cách giải thích của Thập Bát Bộ Luận, nhưng sư hoàng cho rằng là cái giải thích này chưa đúng. Cái giải thích này không có đúng. Nhiều chỗ trong Thập Bát Bộ Luận giải thích đúng, nhưng cái chỗ này thì cho rằng theo ý giáo hoàng là giải thích chưa đúng. Sư hoàng cho rằng vì tên của bộ phái này thể hiện quan điểm tư tưởng của bộ phái, cho nên rất khó trùng hợp tên của tông chủ hay tên của luận sư và chủ trương của tông phái nó trùng nhau một cách như thế. Mà nếu mà nói là nó vì luận sư ở cái trú xứ này thì muốn nói rằng là lấy cái tên
Cái tên ở đó là Prajna, chưa chắc là cái tên của cái trú xứ này là có tên là thi thiết hoặc là thuyết giả. Và bộ phái này đã dựng lên cái người sáng lập là Ngài Đại Ca Chuyên Viên. Do đó mà trong một số kinh luận của Phật giáo Đại Thừa cho rằng là Ngài Ca Chuyên Viên không có mặt ở trong kỳ đại hội kiết tập kinh điển lần thứ nhất, không đồng ý với những gì tôn giả Mahakassapa, tôn giả Ubali và tôn giả Ananda thuyết, cho nên mới dẫn đồ chúng bắt đầu kiết tập tam tạng riêng. Đó cũng là một cái học thuyết nữa. Cái học thuyết này sư hoàng thấy nó cũng không thuyết phục gì cả. Các vị A-la-hán ăn ở không đâu mà đi làm mấy cái chuyện như thế. Tâm các ngài hòa hợp như nước với sữa, thuận theo thánh pháp, lo tu tập và dẫn dắt đồ chúng giáo hóa nhân sinh. Chứ đâu mà cứ lúc nào cũng không đồng ý, không đồng ý. Đây là cái suy nghĩ của sư hoàng đó. Sư hoàng nghĩ các vị A-la-hán không phải phàm phu như chúng ta, muốn thể hiện cái tôi. Các vị vì thánh pháp, vì sự tồn tại của chánh pháp 5.000 năm. Đó là cái truyền thống của Theravada cho rằng là chánh pháp của Phật tồn tại 5.000 năm. Bây giờ là 2.600 mấy rồi. Năm nay Phật lịch á, 2.560 mấy. Lâu quá sư hòa không ghi Phật lịch, nó cũng quên luôn. 2.560 mấy, 61, 62 gì đó. Đại khái là chúng ta đã hơn một nửa cái thời gian chánh pháp rồi. Do đó cái việc mà các ngài là không đồng ý với nhau, rồi là kiết tập kinh tạng, kinh luật, kinh luận riêng, cái đó cũng là một cái truyền thuyết, một cái truyền thuyết mà mình thấy nó không có chấp nhận. Mà không hiểu ngày xưa ai dựng lên mấy cái học thuyết này, viết nó tốt mực, nó tốn dở, tốn giấy, làm cho chúng sanh nó nhiễu loạn nữa, xem thường cái tư cách, cái phẩm hạnh và trí tuệ của các vị A-la-hán. Bây giờ ngài Đại Ca Chuyên Viên của A-la-hán vậy mà không có tôn trọng ngài Mahakassapa, không tôn trọng ngài Ananda, không, nói chung là không tôn trọng tới 500 vị A-la-hán tách riêng ra. Cho nên mấy cái học thuyết đó đọc cho thôi chứ thấy nó không biết ai bày vẽ ra mấy học thuyết này. Không nói với ông nói thật á. Cho nên nó là học phái này thì tôn ngài Đại Ca Chuyên Viên, cho rằng là ngài Đại Ca Chuyên Viên là sau khi Đức Phật nhờ Đức Bàn là ẩn tu trong núi Hy Mã Lập Sơn. Rồi hơn 200 năm sau ngài trở lại Magadha để hoàn thành việc mà cải cách ấy, mở ra một học phái mới. Trời ơi, các bộ phái Phật giáo Tiểu Thừa giải thích như thế, mấy cái giải thích này sao thấy nó Phật pháp nó nhiễu nhương quá đi. Ngài bắt đầu dựng lập một cái tông phong mà xuất thân là một vị đại đệ tử Phật. Thà một vị nào đó nói chung cũng là một vị tổ sư vì muốn xiển dương giáo pháp, nhưng mà không phải các vị thánh tăng đệ tử Phật thì Giác Hoàng nghĩ rằng là ổn hơn. Ví dụ như thầy Thánh Dự, thầy Viên Đạt rồi gì đó, tôi thấy nó còn ổn hơn. Quan điểm chung là những nhà thuyết giả bộ phân biệt ảo với thật, chân lý tuyệt đối và chân lý quy ước. Như vậy là muốn rạch ròi. Như vậy thì ở Đa Văn Bộ cũng nói đến cái chân lý quy ước rồi đó, cũng nói đến chân lý tuyệt đối rồi đó, nhưng thêm cái khổ đế vô nữa. Thì tấn này thì nó sáng hơn tí. Sáng sáng hơn tí là nói đến cái chân lý quy ước và chân lý tục đế. Thưa quý vị, khái niệm Paramattha và Sammukti của Theravada cũng sau này mới có. Chứ sự thật Giác Hoàng đọc trong kinh tạng á, cũng chẳng có chỗ nào nói Paramattha là chân lý tuyệt đối và Sammukti là chân lý tương đối đâu.
mà chỉ có trong thánh pháp, tức là trong luận tạng mới đề cập tới. Do đó những vấn đề này là những vấn đề phát sinh sau này ta muốn phân loại thôi, giống như sau này ta phân loại kinh Lục Luận vậy, chứ đầu tiên đâu có phân loại kinh Lục Luận một cách khắt khe như thế đâu. Lúc đầu là gì? Dhamma và Vinaya, pháp và luật. Trong pháp nó có luật, trong pháp nó có cả luận. Một số bài kinh như sư đương dạy kinh Trung Bộ này, bài kinh Chánh Tri Kiến cũng một cái dạng là bài kinh thuộc vào luận đó. Ngày sáng là Phật phân tích rất là chi li. Rồi đọc kinh Trường Bộ, những bản kinh như là kinh Thập Thượng phân tích, gọi là nhóm, các nhóm, nhóm 1 pháp, nhóm 2 pháp, nhóm 3 pháp, nhóm đến 10 pháp chẳng hạn. Cái đó cũng là một cái dạng luận thư đó. Cho nên trong pháp nó có cả luật và luận. Đến sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thờ Phật thì bắt đầu là phân dần ra là pháp và luật. Thật ra pháp đó có luật rồi, vì xiển dương cái việc luật quá nên mới tách riêng luật. Sau này vì muốn xiển dương luận quá mới tách ra là luận. Rồi sau này vì muốn nói đây là cái giáo pháp tuyệt đối ở chân lý, ta đặt ra vấn đề, đặt ra vấn đề giống như ta nói chân lý 1 hay là 2. Chân lý 1 hay là 2, đó là cái khái niệm mà của triết học phương Tây. Cái đặt vấn đề là chân lý là 1 hay 2. Bây giờ đây thì đây là chân lý, thì chân lý tuyệt đối hay là chân lý tương đối? Thì cái chân lý mà tương đối ta gọi là thuyết giả bộ, từ cái bộ phái là phân biệt về cái vấn đề đã rạch rồi, cho rằng mọi thứ là tạm đặt gọi cái tên vậy thôi. Thuyết giả là tạm đặt, tạm gọi. Thì đúng là nếu mà xét thì cái gì không tạm gọi? Cái năm uẩn này mình tạm gọi là sắc, cái là thọ, là tưởng, hành, là thức. Người Việt mình gọi là sắc, là thọ, là tưởng, hành, thức. Chứ người Ấn Độ ta gọi Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara và Vinyana. Ta cứ tạm gọi vậy thôi, đúng không? Rồi ngay cả tiếng Anh nó cũng khác vậy, tiếng Pháp cũng khác vậy, ta tạm gọi. Cho nên ở bộ phái này thì muốn giảng trạch về chân lý tuyệt đối và chân lý gọi là quy ước. Chữ Prajñapti vốn có nghĩa là giả danh, hoặc gọi là danh chế định. Cho nên trong truyền thống của Nguyên Thủy họ sau này càng ngày càng phân chia. Mọi thứ có pháp là chế định hết, nhưng mà có danh chế định và nghĩa chế định. Cái danh là cái tạm đặt, cái nghĩa là cái nội hàm của nó. Gọi là danh chế định, nghĩa chế định. Các bộ phái Phật giáo tiểu thừa gọi là đây là những người thuộc trường phái duy danh luận. Ta gán cho cái tên gọi là duy danh, hay là chủ trương giả danh, danh giả lập. Như vậy chúng ta học 8 quan điểm do ngài Vasumitra ghi lại về thuyết giả bộ như sau. Kỳ thuyết giả bộ, bốn tông đồng nghĩa. Dịch hết câu này chúng ta nghĩ quan điểm của thuyết giả bộ tương đồng, hay là có nghĩa nhưng mà chỗ này dịch là tương đồng với tông gốc, và sư thấy nó cũng bốn tông đồng nghĩa, chắc là phải dịch là cái quan điểm gốc của bộ phái này như sâu thì ổn hơn. Là quan điểm gốc của thuyết giả bộ như sau, chứ còn nói quan điểm của thuyết giả bộ tương đồng với tông gốc chỗ này là có thể là dịch chắc là chưa ổn rồi. Không, tương đồng với tông gốc thì nó giống với là đại chúng bộ mất rồi. Đây là quan điểm gốc
của thuyết giả bộ như sau. Rồi chúng ta nghỉ giây lao.